Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay là tiếp tục đến nhà của em Trang để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Mai Tàng chơi Tết rồi quý vị. Rồi chào Trang. Dạ em chào anh Tuấn, em chào kênh Mai Vàng Quay Về, em chào cô chú anh chị gần xa nha. Nay nhà em có về 34 cây mai giảo hạt Thủ Đức bông siêu nụ phục vụ cô chú anh chị gần xa ngày Tết á. Hình thức của em là bao ship toàn quốc. Địa chỉ của em là ở xã An Phú Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại của em là 0336 635363, cũng là số Zalo của em luôn á. Mong cô chú anh chị gần xa ủng hộ giùm em. Rồi. Dạ. Em có 34 cây mai dạ. Là mã số đầu tiên hôm nay là mình đánh là mã số 1A nha quý vị, 1A ha. Mã số hôm nay có chữ A ở phía sau nha quý vị. Mã số 1A. Thì chiều cao hôm nay mình ước lượng chắc khoảng tầm là 1,5 m ha, tán ngang khoảng tầm là 1 m, này tán ngang hơi rộng ha, khoảng 1,3 m ha. Tay tàn đều. Tán ngang khá rộng ha. Quý vị mình nghĩ cái dàn tay cành nè, đều hết trơn ha, từ dạ. Trên xuống ha. Đủ đặt hết trơn. Tay cành bự bự ha, thấp thân thấp ha. Rồi, riêng vậy nay mai Tết mà mình quay chủ yếu tập trung vào cái nút nụ em nói nhưng quý vị. Nụ nè, mấy cái nhánh gần gần mình nhất nè. Đó, bự 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 không vậy ha. Đó. Rồi, những cái chấm bi, quý vị thấy những cái chấm bi nè. Trắng trắng xanh xanh trong màn hình nè ha. Đó, đặt hết trơn luôn ha. Rồi, mình xuống cái hoành luôn ta. Nồi này nút nụ quá sáng luôn ha. Nồi nụ đặc kẹo hết rồi. Rồi, cái hoành. Hoành 20 anh. Rồi, 20 hoành. Giao lưu nhiêu đêm? Cái này giao lưu giá 1,4 triệu anh Tuấn. Rồi, 1,4 triệu. Rồi, xuống cây anh em ơi. Rồi, mã số tiếp theo luôn quý vị. Mã số là 2A. Cái tàn cũng quá xa đẹp luôn. Tay cành quá xa luôn. Cành tuyệt vời luôn ha. Tàn quá đẹp. Em này cao tầm khoảng 1,5 m luôn quý vị, tán ngang khoảng 1,3 m luôn ha. Tàn tuyệt vời luôn. Tay cành. Tay cành đều hết trơn, tán rộng. Quá xa. Nụ nhóc hết trơn, nụ đặc hết trơn. Quá xa đẹp ha. Rồi dừng lại luôn anh Trang. Quý vị nghe nút nụ ha, mập ha. Nó nụ như hoa anh đào vậy ha, cứ mỗi một cái nút về nó ra cái nhiều cái nụ ở trong nữa như quý vị nè, nhìn thấy ghiền quá ha. Nghe tán rộng anh tán về. Cây này thì tàn thì khỏi chê đi, quá tuyệt vời. Rồi vô quanh luôn quý vị ơi. Hoành 21 có hơn anh, số 2 luôn. Giao lưu nhiêu đêm? Cây 2A này em giao lưu giá 1,5 triệu anh. Rồi 1,5 triệu, khoan anh bảy. Rồi xuống cây. Đang khúc. Đang khúc thôi. Đó là vậy xa quá. Rồi mã số tiếp theo là 3A. 3 thì em này cao tầm chắc khoảng là 1,6 m, tán ngang chắc khoảng là 1,2 m nha quý vị. Em này là siêu nụ luôn. Quá xa quá luôn. Nụ luôn à. Quý vị. Nghĩa cái dàn tay cành trước ăn nó đều hết trơn ha. Này nút nụ này. Trời đất ơi. Như là cái con dê vậy đó. Đặt hết trơn nha quý vị ơi. Quý vị nghĩa những cái chấm bi này ha. Chậm á. Đừng quay nhanh quá quý vị không thấy những cái chấm bi đâu. Đó. Đặt hết trơn ha. Quá xa đặt luôn. Rồi, vô quanh luôn em. Này thấp thân thấp quá, vậy chắc mình đo mình bỏ nha ở dưới đi ha. Em bỏ dưới đây. Ở trên đi. Ở dưới là nó bự lắm. Đo đại đó đây là 18 ha. Đo bỏ. Ở dưới này chắc 2. Ở dưới chắc 2 mấy. Dưới chắc 2 mấy đó. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Cây 3 này em giao lưu giá 1,2 triệu anh. Rồi 1,2 triệu. Rồi xuống cây anh em ơi. Rồi mã số tiếp theo luôn quý vị.
Rồi, mã số 4A. Rồi, 4A. Rồi, mã số 43A thì em này cao tầm chắc khoảng 1m2, tán ngang tính gọn gọn chắc khoảng 1m nha quý vị. Em này tàn gọn gọn nè. Rồi, nút nụ thì cũng quá xáo luôn ha. Đây. Cái này nó nhỏ gọn mà nó nụ. À, đặt hết trơn ha. Dài dài bên đây cũng vậy ha. Đặt cây luôn. Đặt cây. Tay cành đều luôn. Rồi, dấu hoành luôn em. Cành ha, xè ngang đẹp quá ha. Em này thì nút nụ là đặt cây luôn. Rồi, 19 hoành ha. 19 hoành đó. Rồi. Giao luôn nhiêu đêm? Cây 4.000 nè, em giao luôn giá 1.100.000 anh. Rồi, 1.100.000. Quá đẹp cây. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Mã số 5A. Rồi, 5A thì em này cao tầm khoảng là 1m6 nhưng quý vị tán ngang chắc khoảng 1m1 ha. Được rồi anh đó. Rồi, quý vị nghĩa cái dàn xương trước ha. Xương đều luôn. Tay cành đều luôn ha. Đâu em này... đây, dừng lại luôn Trang. Nút nụ của em nói đây rồi quý vị. Tròn tròn nữa ha. Bên chặn cái tay lại như quý vị. Tròn ha. Rồi, vô hoành luôn đi em. Rồi, 17 hoành ha. 17 hoành á. Nó luôn nhiêu em? Cây 5A này em vô luôn với giá 900. Rồi, 900 rồi quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. 6A. Rồi, mã số 6A này cao tầm khoảng là 1m4, tán ngang khoảng 1m nha quý vị. Rồi, cái gì mình nghĩa cái dàn xương đó ha. Rồi, dừng luôn ta. Cái gì nút nụ nó đây ha. Cũng mập ha. Cái này thì nụ nó hơi thưa hơn mấy anh kia xíu nhưng mà nút nụ nó cũng tròn no đây ha. Rồi, mình xuống quanh luôn ha. Rồi. Đấy quanh. 16 anh. 16 quanh. Giao luôn nhiêu đây em? Cây 6A này em giao luôn giá 700 anh. Rồi, 700 rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Cây này cây số 7. Số mấy rồi anh? 7. 7 ha. Rồi, cao tầm khoảng 1m4 nha quý vị, tán ngang em này chắc cũng khoảng tầm cái này siêu nụ luôn. 90 ha. À, em này là nút nụ đặt kẹo luôn. Đặt kẹo. À, tay cành cũng đặt kẹo mà nút nụ cũng đặt luôn nha quý vị. Đây, quý vị nghe nè. Đó. Quá xá nụ luôn ha. Rồi, tay cành luôn nè. Tay cành cũng đặt luôn. Rồi, vô quanh luôn. Hoành 20 nha. Rồi. 20 hoành. Cái này nút nụ đặt kẹo. Cho luôn nhiêu đêm? Cây 7A này em vô luôn giá 1.300.000 anh. Rồi, 1.300.000. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. 8A. Rồi, 8A cao tầm này chắc khoảng là 1m5 nhưng quý vị tán ngang này khoảng 1m2 ha. Cây này. Đó, em này cái dàn xương đẹp nè. Cây này quá xá đẹp luôn. Quý vị nghĩa dàn xương nè. Dàn xương quá đẹp. Xương đẹp quá xá ha. Xương đẹp quá anh. Nút nụ. Sao không nụ có cái chỗ ghi giấy nụ luôn. Nút nụ to ha. Nụ nhiều. Nụ đặt kẹo nha quý vị nè. Dài dài đây luôn nè. Đó. Chậm chậm nha, đừng xe chỗ khác nha. Đó quý vị nghe nè. Đó. Đặt cái tên nè. Như đó quý vị thấy những cái chấm bi đó. Đây nè. Rồi. Hết sức ha. Tay canh đẹp, lúc nụ cũng quá xá ha. Rồi, vô cái hoành luôn em. Cái chỗ hả? Cái này không có miếng giấy gì vậy? Em về quý vị mà trưng Tết cái là hết ý luôn. Rồi, 21, 21 ha. Tàn đẹp, nút nụ thì khỏi chơi luôn. Giao luôn như em.
Cái 8A này em giao lưu giá 1.4 triệu anh. Rồi 1.4 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã số cái 9A. À, em này cao tầm khoảng 1m6, tán ngang khoảng 1m2. Rồi quý vị mình ngắm nghía dàn xương trước ha. Được. Xương điệu trên này ha. Điệu đó. Rộng. Xương to quá nè. Tay cành to nè. Nụ đặc đó. Đây nè. À, nút nụ quý vị ngắm nghía ha. Quý vị nút nụ cũng mập đây ha. Dài dài lên đây nè ha. Đó ha. Rồi mình xung quanh luôn nha quý vị. Quanh 17 anh. Rồi 17 quanh. Nó luôn nhiêu đêm. Cái 9A. Cái 9A là em giao lưu giá 1 triệu anh. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Số 10A. Mã số 10A. Này cao mình lấy khoảng 1m6 thôi, nhưng quý vị tới ngang khoảng 1m3 ha. Rồi quý vị mình ngắm nghía tay cành nó trước ha. Tay cành đều từ trên xuống luôn. To nữa. Nút nụ to. Đều ha, thoát thân thấp luôn ha. Rồi mình lên nút nụ luôn nha quý vị. Nút nụ to to. Nụ nè. Đặt hết tay nha quý vị. Bên nào cũng vậy ha. Khích không ha. Dạ đây là mình nút nụ cũng to to không nè ha. Dạ dạ đây quý vị thấy những cái chấm bi nè. Đó, đặt ở trong màn hình đó trên này ha. Rồi mình xuống quanh luôn quý vị ơi. 22 ha. Rồi giao lưu như em. Cây 10A này em giao lưu giá 1.3 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã số 1A. 11A. Tại em này cao tầm 1m5, nhưng quý vị tán ngang em này chắc cũng khoảng là 1m2 đi ha. Em này xương ngang nè. Này xương ngang không nè quý vị. Xương khít luôn ha. Thoát thân thấp luôn nè. Xương ngang. Tán ngang. Rồi, nút nụ đây ngang quý vị. Sà ngang nụ. À, nút nụ mập ha. Đặt kẹo hết trơn ha. À, dạ đây cũng vậy nha quý vị nè. Tụ nhìn thấy mê luôn ha. Rồi mình xuống hoành luôn Trang ơi. Tay cành xè ngang trệt hết trơn ha quý vị nè. Hoành 19 nè. Rồi 19 hoành. Xương ngang. Rồi, cái 11A này em giao lưu giá 1.2 triệu em. Rồi 1.2 triệu. Rồi xuống cây anh em ơi. Rồi mã số tiếp theo luôn. 12A. Rồi 12A thì em này cao tầm chắc khoảng 1m3 ha. Tán ngang khoảng 1m1. Rồi quý vị nghía dàn xương. Xương đều quá ha. Lô này xương ra rất là đều quý vị. Nút nụ cũng là ok luôn ha. Quý vị mà có chốt số lượng lớn cho có giá sỉ luôn nha quý vị. Gì? Nếu mà nút nụ em nói ha, nụ nó mập không vậy nè ha. Dài bên kia cũng vậy, những cái gì quý vị thấy những cái chấm bi nè. Đó, đặt cây hết trơn ha, trắng đó ha, nút nụ em nói không đó. Rồi vô hoành luôn cha. Hoành 19 nè. Rồi 19 quá giao luôn như em. Cây 12A này em giao lưu giá 1 triệu anh. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã số 13 hả? 13A. 13 thì em này cao tầm mình lấy khoảng 1m6, nhưng quý vị tán ngang chắc khoảng 1m1 ha. Em này đặc biệt là thằng nút nụ rất là to. To mà đặc. To dữ ha. Này nút nụ là quý vị to nè. Rồi trời. Quá trời. Đó, rất to luôn. Đặt kẹo ta ha. Quá xa luôn.
tay cành cũng đều nè, đó quý vị, đủ hết sức ha. Rồi vô quanh luôn. Quanh 17 có hơn em, có 18. 17 hơn ha. Tính 17. Con này là đặc biệt là nút nụ nó to mà nó đẹp quá xa. Rồi, nút nụ hết sức ha. To mà nó đã đặc rất hết trơn. Giá luôn như em. Cái này em vô luôn giá 1 triệu 3 anh. Rồi 1 triệu 3. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã số 14A. Rồi 14A. Em này cao khoảng 1m6, tán ngang khoảng 1m2. À, quý vị mình nhớ cái dàn xương em đó ha. Đó, xương đều từ trên xuống luôn đây ha. Tóc thân thì khích 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 không ha. Rồi vô nút nụ luôn nha quý vị. Rồi nút nụ ha. No ha, rất là no ha. Cái tay cành xè. Tay cành khích khích đó. Đó, quý vị nghĩ nghĩ những cái chấm bi nè. Đây, chặn cái tay lại nè. Đó, nhóc luôn đây ha. Rồi mình xuống quanh luôn đi em. Rồi quanh. Quanh 18 à. Rồi 18. Giao lưu nha em. Cây 14A nè em giao lưu giá 1 triệu 1 à. Rồi 1 triệu 1. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo. 15A. Em này cao tầm khoảng 1m6 luôn. Tán ngang em này chắc khoảng 1m3. Em này cái tàn rộng quá ha. Rồi tay cành đặt kẹo từ trên xuống luôn. À, thoát thân thấp luôn ha, thấp luôn rồi. Cây lớn cây lớn tán ngang rộng đặt kẹo. Rồi nút nụ đặt cây luôn nha, bự 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 không nghe quý vị nè. À, những cái chấm bi nè quý vị nè, nghĩa là trắng xanh xanh ha. Đây nè. À, nghe cái trơn ở đây ngoài luôn ha. Đây chấm bì nè, ở đâu cũng vậy ha. Rồi mình xuống quanh nha quý vị. Thân thấp luôn. Quanh 22. Rồi 22 quanh. Giao lưu như đêm. Cây 15A nè em vô lưu giá 1 triệu 3. Rồi xuống cây em ơi. Rồi mã số tiếp theo. 16A. Em này cao khá cao nhưng tính khoảng 1m6 thôi nha quý vị. Tán ngang này chắc khoảng 1m3 ha. Rồi đọt chủ đây. Ra từ từ xuống quý vị, mình nghía cái dàn xương ha. Xây chậm cho quý vị, mình nghía luôn Trang ơi. Đó, phân bố ha. Đều trơn ha. Hốc thân thấp ở dưới luôn ha. Đó, cứ mỗi tay cành là cách nhau cũng được tất. À, dừng luôn Trang ơi. Rồi quý vị lúc nụ ha, no no trần ha. À, cái chấm bì quý vị thấy nè. À, đặt cây ở trần này, đặt ở trần này ha. À, dài bên đây cũng vậy nè. Đó rồi mình xuống quanh luôn nha quý vị. Đây cành đều rồi. Rồi 20 quanh 23 quanh ba nhưng quý vị này có gì không đây. Rồi giao lưu nha. Cái 16A này em giao lưu với giá 1,2 triệu anh. Rồi xuống cây. Thôi nụ. Rồi mã số tiếp theo. 17A. Rồi 17A thì em này cao tầm khoảng là 1m6 luôn. Rồi tán ngang khoảng tầm là 1m1 nha quý vị. Nụ đặt kẹo ha, có cái củ nữa. Đó, tay cành ha. Cành đều ha. Đây nó có cái củ nữa. Em này dán lắc có cái củ bự chạm ở đây. Rồi sẵn nó cho anh cái hoành luôn ha. Lát nữa lên quay nút nụ sau luôn nha quý vị. Hoành 18 ha, có cái củ chà bá ha. Đây rồi nè chị. Rồi dừng cho anh cái hướng này luôn ha. Quý vị cái dáng nó hơi lắc nhẹ đó ha. Ở dưới có cái củ bự ha. Còn ở trên này nút nụ nó đây. À, đây.
đặt hết trơn này ha. Rồi đó, nút nụ bên đây nó còn to hơn nữa nè quý vị đó, ha. Rồi giao lưu như đây em, cái này cây 17 em giao lưu giá 1 triệu 1 rồi, giá yêu thương luôn ha. Rồi xuống cây mã số tiếp theo luôn, 18A. Rồi 18A này, này cao tầm khoảng là 1m4, nhưng quý vị tán ngang thì chắc khoảng 1m1 ha. Rồi quý vị đó, tay cành thích địch luôn ha, quá thích luôn ha. Nụ đặt kẹo hết rồi, tay cành đặt kẹo ha. Rồi dừng lên luôn Trang. Rồi nút nụ ha, nhìn thấy thương quá quý vị. Ú ù ha, tròn 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 ha. Rồi quý vị nghĩa sang bên đây cái ha, đó nút nụ nè, nhóc luôn nè quý vị. Rồi vô quanh luôn anh Trang ơi, tay cành thì khỏi chơi rồi ha. Rồi quanh luôn, quanh này đo sao đây, bỏ nhanh nhất đi ha quý vị. Quanh 17 à, đó đó là 17 ha, ở dưới 19 20 à, nút nụ thì khổ chê luôn. Chào luôn nha em, cây 18A này em giao lưu giá 1 triệu 1 anh. Rồi 1 triệu 1. Rồi xuống cây, rồi lên 19A luôn. Rồi em này cái tàn khủng luôn, tàn quá xá cái tàn ha. Ôi ơi cây bự, em này cao chắc khoảng 1m7 quý vị, tán ngang hôm nay chắc khoảng 1m4 ngang à ha, tàn quá xá bự luôn. Cái dàn xương thôi, ngoài là không thấy cái thân chính ở trong luôn, đặt nó sức cái tàn luôn, tay cành ở trong nó thích mà nó lực đó ha quý vị, nó thích thích mà tay cành nó bự 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 không ha. À, nhìn thấy ghiền quá ha, nụ đặt cái đây à, thôi sẵn cho anh cái hoành trước luôn đi ha. Hoành 22 anh, 22 là quý vị nghĩa nè, đúng là tay cành này đặt luôn bự ha. Đây là chơi hết ý á, này ở trước mà có cây hai cây như thế này là chơi đặt ở trước nhà chơi hết ý quý vị. Còn nút nụ em nói nè, đó nút nụ cũng đặt hết trơn đây ha. Rồi giao luôn nhiêu đêm, cây 19A nè em giao luôn giá 2,5 triệu anh, 2,5 triệu chốt liền quý vị, em này xuất sắc luôn nè. Rồi xuống cây mã số 20A. Rồi 20A em này cao tầm lấy khoảng 1,5m thôi, nhưng quý vị tán ngang chắc khoảng tầm 1m1 thôi ha. Dàn xương đây, đọc chủ đây, xương đây đó, tay cành thích rịch luôn, từ trên xuống, từ trên xuống ha, quá thích luôn nè. Rồi nút nụ quá xá luôn, nhưng quý vị trận đại ngẫu nhiên ở đây luôn ha. À, dài dài đâu cũng vậy ha nè, đặt hết trơn ha. Rồi và những quý vị nghĩ những cái chấm bi trong màn hình nè, đó trắng giả hết trơn ha, nay nụ đặt hết trơn. Rồi xuống vành luôn Trang ơi, rồi 19 vành, 19 vành anh chào luôn như em. Cái này em giao lưu giá 1,3 triệu anh. Rồi 1,3 triệu đi vô. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn, 21A. Rồi em này nút nụ siêu nụ luôn, mà nụ bự nữa. Rồi em này cao tầm khoảng 1m6 vậy, tán ngang tính gọn gọn khoảng 1m1 đi ha. Đây đọc chủ đây, em này là siêu nụ nè, cái này siêu nụ luôn, quá xả luôn. À, nhìn ghiền luôn đó, lúc nụ to mà nó nhiều nữa, nhưng cái gì đó, có gì nghĩa nè, đó cái chấm bi nè, đặt cây luôn, đặt ha cây luôn. Đặt hết trơn nè, rồi quá xá này, quá tài nụ luôn, quá tài rồi ta cành cũng đều ha. Xuống cái hoành luôn, hôm nay mà trổ ra chắc vàng rực luôn á. Hoành 18 anh. Rồi đi siêu nụ, giao lưu nhiêu đây? Cái 21A này em giao lưu giá 1,4 triệu anh. Rồi 1,4 triệu siêu nụ luôn. Rồi xuống cây,
số 20 22A thì cao tầm khoảng là 1m tính 1,5m thôi, nhưng quý vị tán ngang chắc khoảng tính 1m thôi ha. Dìu quý vị đo bảo đảm có dư luôn. Cây này cũng quá đầy đủ. Em này cũng nụ quá xá ha. Quý vị nghĩ cái dàn xương trước lát nữa mình quay cái nút nụ sao ha. Mặt xương to ha. Dàn xương. Nút nụ nè, nó cái nụ như hoa anh đào luôn á. Nó tròn do ha. Đó, đào như vậy ha. Vậy vậy đâu, nói chung là đâu cũng vậy nha. Đó, cái gì nghĩa ha. Trời ơi, đặt hết trơn luôn ha. Chấm bi nè, đặt cây trơn. Quần 22 em. Rồi, giao luôn nhiêu em? Cái 22A này giao luôn giá 1,5 triệu. Cái này mai mà nút nụ qua anh đào. Rồi, xuống cây. Mã số 23A. Rồi, 23A. Nụ cũng đặt kẹo luôn. Này cao khoảng 1m6 nhưng quý vị tán ngang khoảng tầm tính 1m2 thôi ha. Ai đọc chủ nó đây ha. Rồi, tay cành đây. Vị nghĩa những cái chấm bi nè. Đây. Đắng ở trong màn hình của em quý vị luôn đó ha. Đây cũng vậy ha. Đây. Đắng giả trên luôn ha. Tán rộng đều. Tay cành cũng đều nè. Rồi là xuống cái hoành luôn nè. Hoành cũng to to đây. Hoành 20 anh. Rồi 20 ha. Quá xa nút nụ ha. Rồi giao luôn nhiêu đêm? Cái 23 này em giao lưu giá 1,4 triệu anh. Rồi 1,4 triệu ha. Nút nụ trắng hết trơn luôn. 1,4 triệu nhưng quý vị. Rồi mã số tiếp theo luôn, 24 nha. Số 4 hả? Rồi cao tầm khoảng 1m6, tán ngang khoảng 1m1. Nút nụ cũng quá xá nụ luôn nha. Quá xá nụ luôn. Đây ha. Đây cũng vậy ha. Đặt hết trơn nha quý vị. Quý vị nhớ những cái chấm bi trong màn hình mình nè. Đó, tán làm nó đó ha. Đặt cây nha, rồi về tới tay cành luôn. Cành cũng kích trịch luôn ha. Rồi, quanh luôn em này có này cái cũ nha. Hoành 19 nha, 20. Rồi, 20 nha. 20 mà. Cái 24 nha, này em vô lưu giá 1,2 triệu anh. Rồi, 1,2 triệu. Rồi, xuống cây anh em ơi. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 25A. Rồi, 25A. Em này cao tầm khoảng 1m6, tán ngang chắc khoảng 1m1 nha quý vị. Đây, dàn xương đó quý vị, nghĩa dàn xương trước ha. Đó, còn nút nụ luôn, ghé đây thăm nút nụ luôn đi quý vị. To ha. Còn những cái chấm bi nè, quý vị nghĩa chấm bi đi ha. Nụ đặt. Đó, trong màn hình nè. Đó, cũng đặt ha. Bi cũng đặt hết trơn này ha. Bên đây cũng vậy nha quý vị nè. Chấm bi cũng đặt hết trơn ha. Mé bên nào cũng vậy nha. Rồi tay cành khít luôn. Rồi xuống hoành luôn nha quý vị. Hoành 18 nè. Rồi 18. Giao luôn như em. Cái 25A này em giao luôn giá 1 triệu. Rồi 1 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn, 26A. Cây này quá trời đường. Rồi 26A thì em này cao tầm khoảng 1m6, tán ngang là 1m2 có hơn, tính 1m2 cho chắc nha quý vị. Rồi đây cành đều quá thì khích luôn ha. Cành hết biết cái dàn xương ha, thấp thân thấp luôn ha. Nút nụ đây. Nút nụ có nhánh mà đưa gần cái cam mình nhất nè. Nụ đặt hết rồi. Chi cành đều rộng. Rồi, xuống cành luôn đi em. Còn 18 à? 18. Nhanh luôn nhiêu đêm? Cái 26A này em giao lưu giá 1 triệu. Rồi 1 triệu.
Rồi, đúng cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 27A. Rồi. Em này cao tầm khoảng là 1,5 m, nhưng quý vị tới ngang thì khoảng 1,2 m ha. 1,2 m. Rồi, đọt chủ đó ha. Em này xương thì cũng hơi ngang ngang ha. Rồi, nút nụ thì đặt luôn nha quý vị. Đó, quý vị nghe ha. Ở trong màn hình nè. Đó. Nút chấm bi đặt màn hình luôn ha. Quá xá ha. Rồi, quý vị mình nghe dàn xương nha. Xương là con bố cũng đều từ trên xuống đó ha. Rồi, xuống bành luôn ta. Hoành 20 anh. Rồi, 20 hoành. Giao luôn nhiêu đây em? Cây 27A này em giao luôn giá 1,1 triệu. Rồi, 1,1 triệu ha. Rồi, xuống cây. 28A. Rồi, em này cái dáng hơi lắc nhẹ ha. Cao thì khoảng 1,6 m. Tắt ngang này gọn gọn khoảng 90. Nhưng quý vị mà em này nụ. Em này nụ thì hết sức nụ luôn. Ở siêu nụ luôn. Quá xá, đừng xây chỗ khác nha. Cái này siêu nụ, quá tình nụ. Đây quý vị nè. Rồi, siêu nụ luôn. Nụ đặc luôn. Rồi, ok. Quá xá luôn ha. Kẹo luôn, nụ to nữa ha. Siêu nụ. À, này nó có cái củ, nó có cái đế. Củ nào à? để trang đường hay ta. Đó, quý vị thấy những cái chấm bi không? Đó, trong ca cam nè, đặt từ trên xuống luôn nè. Đó, trắng giả luôn ha. Quá xa này đổ ra cái là nó không bích, nó bích thật lên. Rồi, xuống bàn luôn nha quý vị. Này siêu nụ luôn. Bên đây nó có cái đế này. Này dán lắc. Thôi, củ lắc này luôn. Rồi, cái quanh. Quanh 17 hơn, có hơn anh. Rồi, 17 hơn ha. 18 thì yếu một xíu. Một cây siêu nụ. Rồi, nút nụ. Cây 18 ha. Cây 28 ha này. 1,2 triệu anh. Rồi, 1,2 triệu cây siêu nụ luôn. Rồi, xuống cây. 29 nè. Rồi, 29. Ủa, cây này nó bự. À, này cao chắc khoảng là 1 m. Tính khoảng 1,5 m ha. Tán ngang khoảng 1,3 m. Đàn tròn nè. Đó, đàn đẹp ha. Đàn rộng quá trời. Tay cành kích rịch luôn. Đó. Nút nụ cũng bự bự không nè ha. Nút nụ to nè. Nghĩa nè. Nụ nào nó hết biết nút nụ ha. Đó, dài dài bên đây cũng vậy ha. Đó, nút nụ bự bự nữa. Hết sức to luôn rồi. Rồi, quý vị nghĩa những cái chấm bi trong màn hình này ha. Đó, dài dài bên đây cũng vậy ha. Bi bự 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 cũng đặt cây trên ha. Hai cành đều luôn. To bự. Rồi, vô hoành luôn nha quý vị. Hai mươi hai hoành anh. Rồi, giao luôn như em. Cái 29A này em giao luôn giá 1,4 triệu anh. Rồi, 1,4 triệu ha. Quá rẻ. Rồi, xuống cây. Mã số 30A. Rồi, 30A. Em này cao tầm khoảng 1,3 m đi ha. Tán ngang tầm khoảng 90 nhưng mà quý vị. Em này cái tàn cũng gọn gọn nè ha. Mà siêu nụ. Đó, nụ mà nút nụ thì đặt hết trơn luôn nè. Đó. Nghĩa ha. Chấm bi trong màn hình là đặt luôn ha. Đây, quý vị nghĩa những cái chấm bi ha. Quá xá luôn ha nè. Dài dài bên đây cũng vậy nha quý vị. Đặt cây luôn ha. Rồi, vô quanh luôn em. Quanh 19 ha. Rồi, 19. Nó luôn nhiêu đây em? Cây 30A này em vô luôn giá 1 triệu anh. Rồi, 1 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Cây 31 nè. Cây 31. 31A phải không em? 31A. Rồi, 31A này cao tầm khoảng 1,6 m, tán ngang chắc khoảng tính gọn gọn 1 m thôi nhưng nha quý vị. Đây, đọt chủ đây ha. Rồi, nút nụ quá xá luôn nhưng nha quý vị. Đây, nghĩa nè. Đây này phải chặn cái tay lại.
máy ha. À, tài là ha. Đặt hết rồi. Đặt luôn như vậy. À, dài dài dưới đây cũng vậy ha. Nè. À, cái ghiền luôn ha. À, quý vị nghĩ những cái chấm bi nè. À, sẵn hết trơn ha. Rồi, hoành luôn. Hoành 18 anh. Rồi, 19, 18, 19 xíu ha. Rồi, giao luôn như đem. Cây 31A này em giao lưu giá 1.1 triệu anh. Rồi, 1.1 triệu. Cây nục đặt kẹo ha. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 32A. Rồi, 32A này cao tầm khoảng 1m6, tá ngang chắc khoảng tầm là 1m3 nha quý vị. Em này xương cành nó rất lực nha. À, xương với cành nè. Bự, bự, bự không ha. Thoát thân thấp luôn đây ha. Xương cành rất đẹp ha. À, nút nụ phía trước mặt mình luôn đi. À, nụ nó ha. Bự bự không ha. Ra kế bên luôn. Rồi quý vị nghiến những cái chấm bi ha. À, chấm bi trắng 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 trong mà cam này ha. Rồi mình xuống hoành luôn nha quý vị. Rồi vô hoành luôn em. Hoành 20 có hơn. Rồi 20 hơn. Sách 21. Giao luôn nha em. Cây 32A này em giao lưu với giá 1 triệu 2 anh. Rồi 1 triệu 2. Rồi xuống cây em ơi. Rồi mã số tiếp theo là 33A. Rồi em này cao tầm khoảng 1m5 nhưng quý vị tán ngang em này chắc mình tính còn gọn 1m1 ha. Tầm đó ha. Xương. À. Rồi thẳng đó mình ghé thăm em nụ luôn đi ha. Đụng đâu ghé đó ha. À, nút nụ nè. Bự bự không ha. À, đây ha. Quý vị nghía sang mà luôn. Khỏi cái tay mình qua bên kia nữa đó quý vị. Ca là nút nụ nè. Đó, đặt hết tên luôn ha. Rồi. Xuống quanh luôn. Cái này có củ luôn anh. Cái này có củ đế luôn ha. Cái này không có khai thác mà nó có nổi sẵn luôn vậy đó ha. Đây củ đế nè. Quanh 18 anh. 18 ha. Rồi giao luôn như đêm. Cái 33A này em giao luôn giá 1.2 triệu. 1.2 triệu ha. Xuống cây. Rồi 34. À. Số 34A là cây cuối cùng của em luôn. Rồi cây này cái bầu đất hết biết cái bầu đất ha. Bầu bự. Tàn bự. Vậy nó mới chịu nổi ha. Cái này dàn xương cũng đẹp luôn. Cái này cao ở ngoài thực tế chắc là 1m6 có hơn, tính 1m6 nhưng quý vị tán ngang chắc khoảng là 1m4 nha. Tán ngang và đi. À, tàn bự chảng luôn. À, hồi nãy mình có một cây cũng giống giống vậy nè. À, quá trời cây. Cây nãy mình kêu như ta giống giống cây này nè. Ờ. À, xuất sắc luôn. Vàng xương xuất sắc ha. Này. Rồi dừng luôn ha. Nút nụ luôn, hồi nãy cũng có một cây giống như vậy nè. Đó, nút nụ trồng do, trồng do ha. Đó. Quý vị có chốt cây kia, chốt luôn cây này luôn. Cho chẳng cặp quý vị ơi. Rồi, xuống dưới luôn, hoành luôn. Hoành 21 anh. Rồi, đó, đó là 1 đó, chứ dưới thì nó hơn đó. Rồi, giao luôn như đêm. Cây 34A này em giao lưu giá 2.5 triệu à. Đó quý vị nghe ha, vàng xương rất là đẹp đây ha. Đó. Hết rồi em. Hết rồi. Mã số 34 cũng là mã số cuối clip rồi quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích khi nào cứ alo em Trang. Rồi xuống cây. Rồi cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.